Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội cựu chiến binh huyện và các xã thị trấn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện, thường trực Hội cựu chiến binh huyện và các xã thị trấn trên địa bàn. Trong 10 tháng qua, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của hội và của địa phương, đã hoàn thành việc chuẩn y kết quả đại hội của 23 cơ sở hội và huyện hội, đồng thời bắt tay triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đã đề ra. Hội cựu chiến binh huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 83 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 4 tỷ đồng, đồng thời duy trì vốn nội bộ 7,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên được vay phát triển các mô hình kinh tế gia đình, nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Công tác nghĩa tình đồng đội được hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở duy trì và hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện còn tích cực vận động hội viên tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư, tham gia xây dựng đoạn đường tự quản sáng xanh sạch đẹp, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, duy trì tốt các câu lạc bộ, các đội tự phòng tự quản, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi nhảy hiện đại Nhịp sống trẻ Hà Nội năm 2022. Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức cuộc thi này. Tham gia cuộc thi, nhóm nhảy huyện Quốc Oai gồm 16 thành viên biểu diễn tiết mục liên khúc nhảy Zumba Cha Cha Cha. Vòng sơ khảo cuộc thi đã diễn ra vào tối ngày 5 tháng 11 và ngày 6 tháng 11 năm 2022 tại sân khấu ngoài trời phố đi bộ Bonder Long Biên, Spendora, Myland, Hà Nội City. Tham gia cuộc thi, bảng quận huyện có 7 đơn vị, gồm quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, quận Long Biên, huyện Quốc Oai, huyện Ứng Hòa, huyện Phú Xuyên và huyện Mỹ Đức, với tổng số 6 nhóm nhảy. Bảng tự do có sự tham gia của 26 nhóm nhảy đại diện cho các bạn học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ trong cộng đồng. Mỗi đội tham gia dự thi đã trình diễn một bài nhảy tự chọn sử dụng âm nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài. Trong đó, đội nhảy đến từ huyện Quốc Oai đã trình diễn tiết mục liên khúc nhảy Zumba Cha Cha Cha. Với sự chuẩn bị kỹ càng, được dàn dựng công phu, phần thi của nhóm nhảy huyện Quốc Oai đã biểu diễn những bước nhảy điều luyện, mềm mại, khỏe khoắn, đồng đều và đẹp mắt trong những bộ trang phục váy đỏ trắng kết hợp rất tinh tế. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội thi đạt điểm cao vào vòng chung kết và tổ chức lễ trao giải vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại sân khấu ngoài trời phố đi bộ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhằm động viên khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên trong huyện, mới đây, Ban chấp hành huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị và Ban quản lý dự án huyện tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức hướng nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế cho 300 đoàn viên thanh niên huyện Quốc Oai giai đoạn hiện nay. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Thạc sĩ Nguyễn Thủy Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần SBS, thành viên Ban quản lý dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Quốc Oai, truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và lập nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ triển khai các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn cách viết và hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu và tem mã hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, tham gia thương mại điện tử. Thông qua hội nghị tập huấn đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, động viên khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, trang bị kiến thức, kỹ năng về hội nhập, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên trên địa bàn huyện có điều kiện được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Sáng nay, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, Hội Nông dân huyện Quốc Oai phối hợp với Công an huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 200 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn các xã Sài Sơn, Yên Sơn và Phượng Cách.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Đại úy Trịnh Đức Đông, giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi cả nước và thủ đô Hà Nội trong thời gian gần đây, đồng thời truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và biện pháp phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc và gia đình, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Sau phần học lý thuyết, các đại biểu được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, sử dụng vòi phun nước chữa cháy, cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh khi có đám cháy xảy ra. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên hiểu và nắm bắt quy trình thao tác sử dụng thiết bị, chủ động xử lý tốt các tình huống, tránh nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Sáng nay, Ban vận động thành lập Hội khuyến học xã Liệp Tuyết đã tổ chức đại hội thành lập Hội khuyến học xã Liệp Tuyết lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã thông qua dự thảo điều lệ hội và chương trình hoạt động hội và bầu Ban chấp hành Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2022-2027. Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay trên địa bàn xã Liệp Tuyết có một trung tâm học tập cộng đồng của 5 xã, 5 chi hội khuyến học tại 5 thôn, 16 dòng họ khuyến học. Các chi hội và dòng họ khuyến học đều hoạt động rất hiệu quả. Hàng năm đều tổ chức hoạt động khuyến học khuyến tài cho các con em có thành tích tốt trong học tập. Tiêu biểu như quỹ khuyến học thôn Đại Phu, thôn Bái Ngoại, dòng họ Tạ, họ Phùng, họ Đàm, thôn Đại Phu, họ Kiều, thôn Vĩnh Phúc, họ Nguyễn Hữu, thôn Thông Đạt. Riêng năm học 2021-2022, các thôn và dòng họ đã tổ chức trao thưởng cho các học sinh đỗ đại học và các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền trên 50 triệu đồng. Hiện nay, các chi hội khuyến học và các dòng học có tổng quỹ khuyến học trên địa bàn xã trên 420 triệu đồng. Nhiệm vụ của hội trong thời gian tới là khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, góp sức thực hiện công bằng xã hội và quyền lợi học tập của mọi người, phát triển hơn nữa phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia công tác giáo dục, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước. Tại đại hội đã phát động quỹ khuyến học của địa phương và được các tập thể cá nhân hưởng ứng tích cực. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.